Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Ryan và hôm nay tiếp tục với bài số 5 Unit 5 Progress Check trang 93 với bài số 6 là bài Reading. Rick đọc cái bài này và chúng ta sẽ thay thế những cái từ màu đỏ bên dưới bằng những cái từ mà chúng ta tìm được trong cái bài đọc này. Tour Việt Nam là một chuyến đi du lịch ở Việt Nam này, đi tour ở Việt Nam này. Join our tour and discover beautiful Vietnam. Hãy tham gia cái tour, chuyến đi và khám phá Việt Nam xinh đẹp. Days 1, 2, 3 là ngày 1 cho tới ngày 3. Hồ Chí Minh City is the biggest city in Vietnam. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam. We will visit temple, museum, pagoda, park and do some shopping. Chúng tôi sẽ đi thăm, chúng ta sẽ đi thăm đền, rồi bảo tàng, chùa, công viên và đi mua sắm. We will also explore the Cu Chi Tunnel and learn more about Vietnam history. Chúng ta sẽ đi khám phá địa đạo Cu Chi và học nhiều hơn về lịch sử của Việt Nam, đó là Hồ Chí Minh City. Day 4 to 6 là ngày 4 cho tới ngày 6, Đà Nẵng is a large city in Vietnam. We will explore the Marble Mountain from here. Đà Nẵng là một thành phố lớn ở Việt Nam, chúng ta sẽ đi khám phá núi Cẩm Thạch ở đây. Day 7 to 9, từ ngày 7 cho tới ngày 9, Hội An is a city on Vietnam Central Coast. We will visit its famous ancient town and canal. Hội An là một thành phố ở miền Trung, duyên hải miền Trung Việt Nam. Chúng ta sẽ đi thăm phố cổ nổi tiếng và những con kênh. Day 10 to 12, từ ngày 10 cho tới ngày 12, the Imperial City of Huế in central Vietnam was once the capital city, Kinh Thành Huế. Cố đô Huế ở miền Trung Việt Nam là một đã từng là thủ đô, đã từng là thành phố thủ đô. We will visit beautiful palaces. Chúng ta sẽ đi thăm những lâu đài xinh đẹp and temple và những cái đền and purple forbidden city và tự cấm thành. Day 13 to 15, Halong Bay with its beautiful rock formations and an amazing wonder of the world. We will enjoy amazing natural beauty and go scuba diving, hiking and rock climbing. Hạ Long Bay với sự hình thành đá vôi rất là đẹp nha. Hạ Long Bay với những núi đá vôi đẹp là một kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Chúng ta sẽ đi khám phá, chúng ta sẽ đi thưởng thức vẻ đẹp tự nhiên và đi lặn biển, đi bộ đường dài và đi leo núi đá. Ok, vậy number 1, question 1, you can learn more about Vietnam history here, history there. Bạn có thể học về lịch sử Việt Nam ở đây. Ok, thì đây là địa đạo Củ Chi. You can see them in Hội An, bạn có thể nhìn thấy chúng ở Hội An. Số 3, những cái núi này, nó ở Đà Nẵng. Câu số 4, nó không còn là thủ đô của Việt Nam nữa. Câu số 5, nó có những núi đá vôi ở đây. Vậy thì đáp án của chúng ta, câu số 1 đó là Cu Chi Tunnel. Số 2 đó là Canals. Số 3 đó là The Marble Mountains. Số 4 đó là gì? The Imperial City of Huế. Và số 5 đó là In Ha Long Bay. Ok, chúng ta qua câu tiếp theo. Bài số 7 là bài bạn sẽ đi thăm một cái kỳ quan thiên nhiên cổ xưa ở đất nước của bạn. Hãy viết một tấm bưu thiếp gửi tới người bạn qua thư của bạn. Nói về chuyến đi và kỳ quan đó thì chúng ta có thể viết như thế này: Hi Tony, greeting from Huế, Việt Nam. Today I'm visiting Hiện Nhân Gate, a popular tourist attraction in Huế. Huế used to be the capital city of Vietnam, and Hiện Nhân Gate is one of the gates to the Imperial City of Huế. They built it around 1805 under the reign of Emperor Gia Long. It's ancient and colorful. I took lots of photos of it. Talk to you soon, David. Chào Tony, gửi lời chào từ Huế, Việt Nam. Hôm nay tôi đang đi thăm cổng Hiện Nhân. Nó là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Huế. Huế đã từng là thủ đô của Việt Nam và Hiện Nhân gây là một cái cổng của Kinh Thành Huế. Chúng được xây vào khoảng năm 1805 dưới triều đại Vua Gia Long. Nó rất là cổ xưa và đẹp. Tôi đã chụp rất nhiều hình. Nói chuyện với bạn sớm nhé, David. Rồi, ok, cái bài tiếp theo là cái bài Everyday English. Complete the dialogue with sentences A to D. A, how much is it? Là hỏi giá tiền. B, I like a ticket to Brixton, please, for tomorrow afternoon. Tôi muốn mua vé đi tới Brixton và cho chiều ngày mai. Còn câu C là have a nice journey. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Còn câu D là will that be single or return? Nó là vé một chiều hay là vé khứ hồi? Single là một chiều và return là khứ hồi. Vậy thì chúng ta điền câu số 1, hello, xin chào, và chúng ta điền B vô nha. Chúng ta điền B vô, đó là gì?
Xin chào, tôi muốn mua vé tới Brisbane cho chiều ngày mai. I'd like a ticket to Brisbane, please, for tomorrow afternoon. Right. Câu D là Will that be single or return? Bạn sẽ mua là vé một chiều hay vé khứ hồi? Return, please, vé khứ hồi. Okay, there is a cost as for Thursday, but it's lower than the one at 6 o'clock. Có một chuyến xe khách là 4:30 nhưng mà nó chậm hơn cái chuyến mà đi lúc 6 giờ. I'll take a ticket for the fastest one. Tôi sẽ mua vé mà cho cái chuyến đi mà nhanh nhất. Ok, is và câu 3 sẽ là đến gì? How much is it? Bao nhiêu tiền? Is 37 pound, 37 bảng. Great, here you are. Tuyệt vời, đây 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 của bạn đây. Here your ticket, vé của bạn đây. Rồi have a nice journey. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Thank you. Vậy số 1 là B, số 2 là D, số 3 là A và số 4 là C.